Buổi chiều đẹp trời, Vodcom xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay là một buổi triển lãm Đông Anh, đông khủng khiếp luôn, đông lắm quý vị ạ. Đây buổi chiều vãn rồi. Tôi xin review một bôi Nam Điền. Bôi này khá lớn, bôi này to lắm, 2, 4 chậu 65. Chắc cái bệ này phải 60. Bệ này chắc phải 60. Ăn chắc chắn là 60 phân. Cao chắc chỉ được hơn găng tay thôi. Đo cho quý vị bạn có xem. Đúng rồi, găng rưỡi tay thôi, chỉ tầm 35 cm thôi. 2, 45 chậu 65, 45. Thế tôi đo lọt lòng quý vị bạn nhé. Cái này là tôi có giao lưu. Chúng tôi để đây hơi chật, chật quá. Mặt sau sụn lắm quý vị bạn. Tôi cố gắng quay đâu thì quay quý vị bạn cùng ngắm nhá, xem. Đó, đây mặt sau ngồi đây. Giả lắm. Hôm nay tôi xin báo giá quý vị các bạn là 39 triệu nhá. 39 triệu. Quý vị ai có nhà hứng nhu cầu thì điện đến số điện thoại hotline công ty là 0966 061033. 0966 061033. Con này cũng ghép nhưng mà chắc họ ghép lâu năm, nó đã liền hết rồi. Đây, đường ghép vào cái thân này đây, nhưng mà giờ liền hết rồi, rất khó nhìn. Cây này khá nhiều dữ liệu để quay. Đã thế ở đây lại hơi chật nên tôi quay nó không được, không được rõ ràng lắm. Cái này có những khách trả đến 35 triệu mà chúng tôi vẫn chưa giao dịch. Bây giờ 5 giờ kém 10 rồi. Đấy. Ánh sáng vẫn còn thoải mái, chúng tôi review nữa. Ôi này, đây già, khô cây lắm. Già cây. Rồi, các con xin chào quý vị các bạn. Và những video tiếp theo, xin chào và hẹn gặp lại.